người hâm mộ làn sóng Hàn Quốc chắc chắn luôn mong chờ những điều tốt đẹp đến với thần tượng. Vậy nhưng xã giải trí xứ Kim Chi đã phải đón nhận hàng loạt tin tức tiêu cực trong năm nay, khiến năm 2019 biến thành một cột mốc đáng quên. Nhiều ngôi sao hạng A dướng thị phi chấn động, kèm theo đó là sự rời khỏi chợt ngột của nhiều nghệ sĩ có tên tuổi làm cho người hâm mộ vô cùng bàng hoàng. Nhiều kín đáo kinh hãi thiên động địa bị phơi bày gây ảnh hưởng tới hàng loạt ông lớn của xã giải trí. 1. Bê bối lớn nhất lịch sử Bi kéo nửa showbiz xuống vực thẳm. Đằng sau vẻ hào nhoáng của xã giải trí xứ Hàn là những căng đăng liên quan tới ma túy, tình dục. Tính tới thời điểm hiện tại, căng đăng Bơ Ninh Sun và loạt phụ trùm tình dục có liên quan tới Sun Ri, Dân Dương Giao và hội gamer thủ thân chính là bê bối gây chấn động nhất trong năm 2019. Trong lịch sử Bi, chưa có vụ tai tiếng nào có sức công phá hung tàn dội như vụ việc này khi mà nó kéo theo hàng chục ngôi sao hàng đầu của làn sóng Han Yu vào cuộc. Đây còn được xem là cuộc thanh trừng của xã giải trí xứ Kim Chi bởi nó đã khiến nhiều nghệ sĩ chính thức tuyên bố giải nghệ. Cờ ác kiểm anh hùng chính trong vụ việc đã thừa nhận một số tội danh trong số hàng loạt cáo buộc liên quan tới họ. Sun Ri phải đương đầu với tổng cộng 9 cáo buộc bao gồm cả xúi dục mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc phi pháp. Hiện cựu thành viên Big Bang đã thừa nhận việc thành lập, đăng ký kinh hải doanh lớp người lớn môn Kim Woo Sun dưới dạng một nhà hàng, hành vi phát tán ảnh sét của nạn nhân nữ trong phụ trùm tình dục gồm 8 người và hành vi đánh bạc phi pháp. Về phần Dương Dương Giao, cựu nghệ sĩ đã thừa nhận hành vi phát tán và quay lén clip cảnh quan hệ tình dục với nhiều cô gái. Hồi cuối tháng 3, anh đã bị cầm vào trại giam theo lệnh của tòa án. Cựu thành viên Islam Cho Dông Quân cũng đã thừa nhận hành vi quay lén clip sét của nạn nhân nữ sau một thời gian con giúp chối tội. Trước sức ép từ công chúng, cả ba nghệ sĩ nói trên đều đã tuyên bố giải nghệ. Dương Dương Giao, Cho Dông Quân nối gót Sun Ri tuyên bố giải nghệ trong năm nay. Vụ bê bối còn gây ảnh hưởng tới hàng loạt cái tên quyền lực cờ ác kiểm. Truyền thông Hàn đã công khai hai nhóm phụ trụ lạc của Dương Dương Giao và Sun Ri, một nhóm gồm 8 thành viên còn nhóm kia gồm 10 thành viên toàn Mỹ Nam. Dễ dàng nhận ra nhiều gương mặt bị nêu đích danh đến từ cờ ác kiểm công ty giải trí hàng đầu Bi như Kang Jin, cựu thành viên Super Junior, Dương Dương Hung Hai An, Roy Kim, Eddie Kim, Dương Dương Dung cựu thành viên Hilly. Trong số cờ ác kiểm anh hùng bị nêu đích danh, hoàng tử Sơn Ca Roy Kim, Eddie Kim đã thừa nhận hành vi phát tán nội dung dâm dục, còn Dông Dơn Dung thừa nhận đã xem những video phi pháp được chia sẻ trong nhóm phụ của cựu nghệ sĩ họ Dung. Sau vùng hàn, Dông Dơn Dung tuyên bố rời Hy Ly và rút lui khỏi xã giải trí. Nam thần Ly Dông Dơn khiến dư luận bất bình khi thời gian đầu vẫn được công ty chủ chốt giữ lại trong đội hình bu bất chấp việc anh đã thừa nhận cùng người gamer thủ thân Dương Dương Giao xem clip và bình phẩm về thanh nữ một cờ ác ghi bệnh hoạn. Tuy nhiên, anh cũng đã phải rời nhóm trong thời gian gần đây. Thậm chí, nhiều nghệ sĩ đình đám nằm không cũng dính đạn chỉ vì có ít nhiều mối quan hệ với cờ ác kiểm anh hùng chính trong nhóm phụ tình dục, bao gồm Jenai Park Bin, Yeo Kui Se, Sehun Eso, Moon Ji Hoon, Choi Ti Yeon, Woo Hara, Lee Won Ki. Mỹ nhân sinh năm 1997 uất ức tới mức khóc ngay giữa sân bay sau khi dính phải tin đồn vô căn cứ. Trong bối cảnh bê bối nhóm phụ tình dục có liên quan tới Sun Ri vẫn chưa lắng xuống, dư luận xứ Hàn lại dậy sóng trước thông tin về một anh hùng tên là cô do tờ Hàn Quốc Inbo đăng tải. Ông cô đã môi giới mại dâm từ năm 2017 bằng cờ ác khi thuê những diễn viên tân binh để mua vui cho cờ ác kiểm ông chủ tập đoàn và cờ ác khi Hàn là người nổi tiếng. Đáng để ý hơn cả đó chính là sự sinh ra của nam idol nổi tiếng gọi tắt là cờ, trong danh sợ ác ghi cờ ác ghi hàng mua dâm xoàn xuyên trong đường dây này. Theo một vài thông tin ít ẩn được hé lộ, một vài thành viên của nhóm nhạc mà bờ hoạt động đã từng bị dính vào can đang gây tranh cãi trong quá khứ. 2. Hàng loạt bê bối ma túy phủ đen sô bi hàng, dây mơ rễ má móc nối hết trong cùng giới nghệ sĩ. Bờ, ý con. Nhiều cái tên đình đám bi dướng can đang sử dụng chất cấm trong năm qua khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Không ít người trong số họ sở hữu gương mặt hiền lành, từng nhận được lòng tin nơi người hâm mộ. Trường hợp gây tiếc nuối nhất có lẽ là nam ca sĩ kim nhà phát triển khả năng bờ. Y cựu thành viên Y Côn. Tháng 6 năm nay, bờ.
Y đã chính thức rời nhóm Icon sau vụ bê bối dính líu tới ma túy tổng hợp. Được biết, nam idol này đã điều đình với kẻ cung cấp ma túy Hang Seo Gi Ga Mơ, thủ gái cũ của tờ Bờ Big Bang. Tài năng trẻ Bờ Y chính thức rời Icon trong năm nay. Có nguồn tin cho rằng anh bị Giang Dân Sớt ép rời khỏi nhóm. Du Chân Mỹ Nam đình đám một thời ba, Du Chân cũng chính thức giải nghệ trong năm nay sau bê bối dùng chất cấm. Xét nghiệm của Viện Pháp Y Quốc gia Hàn Quốc đã tìm thấy phylobon, một dạng chất của methamphetamine, ma túy đá, trên người idol đình đám một thời. Ban đầu dù còn mở hẳn họp báo chối tội, nhưng Du Chân đã phải thừa nhận hầu như tất cả cờ ác kiểm cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy trong phiên thẩm vấn hôm 29 tháng 4. Tại phiên xét xử hồi tháng 7, cựu thành viên Di nhận mức án 2 năm tù treo và nếu vi phạm thêm bất kỳ tội danh nào trong thời gian thử thời ác thì sẽ phải ngồi tù 10 tháng. Nam tài tử hàng ngáo đá gì chơi thuốc. Chưa dừng lại ở đó, một nam diễn viên đình đám họ Giang nối tiếp nối dài danh sợ ác khi những ngôi sao dướng thị phi dùng chất cấm trong năm 2019. Anh là anh hùng chính trong đoạn clip ghi lại cảnh một nam diễn viên có thể hiện ngáo đá ngay trên đường phố gây xôn xao dư luận hồi đầu năm nay. Theo hung tàn kiện ít ẩn được công khai, Giang là một sao lớn bên mảng điện ảnh. Dựa vào đây, công chúng đã đưa một số cái tên như Giang Se Yong, Giang Yong Bun, Giang Dân Minh, Giang Yêu Go vào diện nghi vấn. 3. Hành vi trốn thuế của loạt sao bị phanh phui. Năm nay, hàng chục nghệ sĩ tên tuổi tại Hàn Quốc bị tố trốn thuế. Bên cạnh những cái tên bị chỉ đích danh gồm Sun Ki, Giang Dân Sớt, vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ cờ ác kiểm đã được giấu tên. Trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Sun Ki đã thừa nhận việc thành lập và đăng ký kinh hải doanh lớp người lớn Moon Kim Moo Sum dưới dạng một nhà hàng với Keo Yoo In Sớt để trốn thuế. Bên cạnh đó, Cục Thuế Giang Sơn đã yêu cầu ít và Giang Dân Sớt nộp phạt 6 tỷ ông tương đương 120 tỷ đồng, tiền thuế sẽ sung. G và Giang Dân Sớt phải nộp phạt 120 tỷ đồng tiền thuế sẽ sung. Hồi đầu năm nay, Cơ quan Dịch vụ Thuế Quốc gia Hàn Quốc đưa ra lên tiếng về đợt càn quét thế hệ về thuế. Theo đó, có tới 20 người nổi tiếng dính phốt trốn thuế. Trong số 20 người nổi tiếng này bao gồm cờ ác kiểm anh hùng nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí, keo của công ty giải trí và cờ ác kiểm vận động viên chuyên nghiệp. Danh tính chi tiết của 20 anh hùng khiến dân tình vô cùng tò mò. Bờ, ông lớn bị réo gọi nhiều nhất trong năm 2019, Entertainment. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp to lớn của X trong quá trình phát triển làn sóng bốc ra khắp trái đất. Hiện ông lớn này đang đương đầu với một năm đại khủng kinh hải khi mà hàng loạt con gà đẻ trứng vàng dính phố. Ngay cả cựu chủ tịch Giang Dân Sớt cũng không thoát khỏi dòng xoáy thị phi. Nhiều người còn dự đoán X sẽ sớm rời khỏi Big Ba sau loạt bê bối chấn động. Bên cạnh những tai tiếng của Sun Ki, Bờ, Giang Dân Sớt, nhiều cái tên quyền lực cờ ác kiểm của X bao gồm Dragon, Di Sung, Lee Sung Hoon Winner cũng lần lượt gặp gỡ hạn. Ngay giữa tam bảo can đăng của Sun Ki, Dragon bị tố nhận đặt cờ ác khi trong quân ngũ. Phía đơn vị của nam ca sĩ đã mau lẹ lên tiếng phủ nhận nhưng dư luận vẫn không kết thúc chỉ trích anh. Chỉ vài tháng trước đây, tin tức thành viên Di Sung Big Bang, sở hữu tòa nhà liên quan tới cờ ác kiểm hoạt động kinh hải doanh giải trí bất hợp pháp, trong đó có mại dâm được lan truyền trên các cờ ác kiểm mặt báo. Nam ca sĩ lên tiếng khẳng định không hề biết đến sự sống sót của những hoạt động kinh hải doanh phi pháp diễn ra trong tòa nhà này. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng đồng loạt đứng lên tố Di Sung nói dối. Cờ ác kiểm chủ sở hữu cơ sở kinh hải doanh phi pháp đều xác kiểm nhận đã từng họp với đại diện của Di Sung và nói rõ rệt về cờ ác kiểm hoạt động của họ bên trong tòa nhà. Trong thời điểm bờ, y biến thành tâm điểm chỉ trích vì bê bối dùng chất cấm, thành viên Lee Sung Hoon Winner cũng bất ngờ bị lôi vào cuộc. Điếc bác tung bằng chứng về việc Lee Sung Hoon cũng có dính líu đến can đan ma túy của bờ. Y cựu thành viên Icon, tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc có quen biết, nhắn tin với Hang Seo Gi để hỏi về bờ. Y và thu xếp cuộc gặp gỡ mặt giữa cô nàng với đại diện phía X nhằm giải quyết vấn đề. Hàng loạt bê bối khiến năm 2019 thực sự biến thành một năm đáng quên đối với X. Lee Sung Hoon cũng bị kéo vào lùm xùm của bờ. Y. Cờ.
quá nhiều nghệ sĩ rời khỏi khiến công chúng bàng hoàng. Từ đầu năm 2019 đến nay, công chúng phải chứng kiến nhiều sự rời khỏi đáng tiếc của cờ ác kiểm nghệ sĩ xứ Hàn, bao gồm nhiều gương mặt có tên tuổi như cựu thành viên Suli, nữ diễn viên Mặt Trăng Ôm Mặt Trời Gieo Michel, nữ ca sĩ Minh Yuna, nam ca sĩ nhạc Cho Dân Du Ông, nữ ca sĩ Uyemi người từng lọt vào top 4 cuộc thi The Voice Hàn Quốc 2012. Trong đó, sự rời khỏi của Suli và Gieo Michel đều có liên quan tới căn bệnh trầm cảm lưới hái tử thần khiến nhiều ngôi sao mất đi sinh mạng. Cái kết của Suli và Gieo Michel có liên quan tới trầm cảm. Cái kết của Suli khiến cả xã giải trí xứ Hàn chìm trong bầu không khí tang yêu mến trong những ngày gần đây. Nhiều nghệ sĩ tuyên bố đóng băng hoạt động để bày tỏ sự tiếc yêu mến. Truyền thông và người hâm mộ trên toàn trái đất không khỏi bàng hoàng trước sự rời khỏi chợt ngột của một trong những nữ thần sắc đẹp bốp. Đến thời điểm này, có thể nói rằng, chính sự cay nghiệt của một bộ phận netizen xứ Hàn là tờ ác kiểm nhân chính đẩy Suli đến bờ vực tuyệt vọng. Bên cạnh sự rời khỏi của nhiều người nổi tiếng, công chúng còn sốc nặng nề trước cái kết của phụ thân Samun. Trong bối cảnh vướng tranh chấp với công ty quản lý cũ, Samun bất ngờ phải đón nhận tin hung tàn về phụ thân ruột. Theo tin tức từ tờ Bage Fino vào ngày 17 tháng 7, phụ thân anh chàng đã bị giết hại dã man bằng dao tại nhà riêng. Sự nghiệp không thuận lợi, mất phụ thân ở tuổi 17 đó là chuỗi bi kịch của chàng hoàng tử Lai chỉ tính riêng trong năm nay. Chứng kiến hình ảnh chàng trai 17 tuổi gục khóc trong đám tang người phụ thân đáng kính, người hâm mộ không thể cầm được những giọt nước mắt. Giờ, bê bối hôn nhân chấn động châu Á, song song và Uzer Sun Nga Di Dơn. Song Dân Khi và Song Dê Dô. Song Song và Uzer Sun Nga Di Dơn từng là hai trong những cặp đôi đẹp nhất xã giải trí châu Á. Chứng kiến tình cảm mà họ dành cho nhau, công chúng còn tưởng rằng hai cặp đôi sẽ sống đến đầu bạc răng long, vậy nhưng, Song Song, Uzer Sun Nga Di Dơn lại lần lượt tan vỡ trong năm nay. Song Song vướng tin đồn rạn nứt ngay từ hồi đầu năm nay nhưng cặp đôi liên tục phủ nhận giúp người hâm mộ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vào tháng 6, Song Dân Khi tuyên bố ly hôn với Song Dê Dô, chính thức đặt dấu chấm hết cho câu chuyện tình yêu đẹp giữa hai ngôi sao đình đám. Sau tuyên bố ly hôn, phía Song Dân Khi liên tục đưa ra những lên tiếng ẩn ý đổi thuộc về phía Mỹ nhân họ Song. Thậm chí, theo một nguồn tin gần cận thì phía nam tài tử hậu duệ Mặt Trời đã cảnh báo hiền thê cũ, nếu cô ấy tiết lộ hay cố ý lan truyền, bị đặt gì về vấn đề ly hôn, Song Dân Khi có thể sẽ công khai mọi thứ. Những động thái lạ này khiến công chúng cho rằng giữa Song Song đã sinh ra một cuộc chiến ngầm từ lâu. Anh trai Song Dân Khi đổ thêm dầu vào lửa khi thẳng tay xóa hình ảnh gia đình xem phim ủng hộ em dâu cũ. Uzer Sun Nga Di Dơn. Về phần Uzer Sun Nga Di Dơn, họ chia tay theo cái cờ ác khi còn vùng hằng, chấn động hơn cả Song Song. Cặp đôi dàn một thời đấu tố nhau vô cùng quyết liệt và cho đến nay, cuộc chiến này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Qua những lời chia sẻ từ hàng xã, thành viên thuộc ekip phát triển Daily Quest Diary, công chúng ngã ngửa khi phát sinh ra rằng Uzer Sun Nga Di Dơn vốn không hề hạnh phúc như vẻ bề ngoài. Hàng xã tiết lộ Uzer Sun Nga Di Dơn không hạnh phúc. Thậm chí, theo lời của nhân viên thuộc ekip phát triển Daily Quest Diary, có hẳn một căn phòng cho cặp đôi một thời cãi nhau trong quá trình quay show. Ở thời điểm hiện tại, nhiều người cho rằng hai ngôi sao đã cạn tình với nhau và chắc chắn không thể biến thành bạn bè sau khi hoàn tất việc ly hôn. Yeah. Những điểm sáng giúp công chúng hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn cho Bi và Bác Bin, niềm hy vọng của bố. Năm 2019 thực sự là một cột mốc đáng kinh hãi với người hâm mộ nhưng vẫn còn nhiều dấu hiệu lạc quan để công chúng có thể tin tưởng vào những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với xã giải trí Hàn Quốc trong tương lai. Trong bối cảnh khủng kinh hãi, ít vẫn còn bốn nàng chiến binh Bác Bin. Mang trên mình sứ mệnh gồng gánh cả đế chế ít vượt qua những ngày tháng đen tối, Bác Bin đã không làm cho ông lớn này phải thất vọng. Trong kinh hãi thời gian nhóm trở lại xã nhà, cổ phiếu nhà ít liên tục có dấu hiệu hồi phục. Theo Tao Rin Data thống kê, doanh thu Tao Diễn In Giao Ari tại 10 Giang Sơn và dùng lãnh thổ trên khắp trái đất của nhóm ước đạt kinh hãi 26,49 triệu đô la Mỹ tương đương 616 tỷ đồng.
Về phía cờ ác kiểm, nhóm Nam vẫn là cái tên dẫn đầu. Họ không chỉ chinh phục thắng lợi những bảng xếp hạng quan trọng nhất trong hệ thống Bingo mà còn sở hữu hàng loạt công sơ cháy vé tại châu Á và Âu Mỹ. Có thể nói, thắng lợi gian dội của tại thị trường Âu Mỹ đã mở ra nhiều cơ hội cho cờ ác kiểm nghệ sĩ bốt tại mảnh đất màu mỡ này. Tiếp nối, nhóm nhạc nhà Super cũng đã làm nên lịch sử khi leo thẳng lên vị trí số 1 bảng xếp hạng Bingo 200 với album vừa thế hệ ra mắt. Hiện vẫn được xem là ông vua của bốt. Phim Hàn làm nên lịch sử. Mảng điện ảnh xứ Kim Chi cũng đạt được thành công khủng, gây chấn động toàn cầu trong năm vừa qua. Siêu phẩm Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon-ho là bộ phim đầu tiên của lịch sử điện ảnh Hàn Quốc đoạt giải cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019. Đoàn làm phim Ký sinh trùng làm nên lịch sử. Anti-fan luôn là quân thù không đội trời chung đối với sao Hàn. Chính những bình luận cay nghiệt của netizen Hàn là một trong cờ ác kiểm nguyên nhân chính khiến nhiều nghệ sĩ tại giang sơn này tự kết liễu mạng sống. Được biết, đã có ít nhất 9 thành viên của Quốc hội Hàn Quốc đồng ý tiến hành để ý đạo luật chống lại bình luận ác kiểm ý. Đạo luật Suli. Với tên gọi là đạo luật Suli, dự luật thế hệ này nhằm đưa ra những quy định ngặt nghèo chống lại những bình luận ác kiểm ý, khác biệt đến từ những cá nhân ẩn danh trên mạng Internet. Một tiểu bang sẽ được thành lập để đẩy ý cờ ác kiểm chi tiết và quy định trong đạo luật Suli vào Kinh Hải đầu tháng 12, tưởng niệm 49 ngày mất của Suli và dự kiến sẽ được tổ chức tại hội trường. Tưởng niệm hiến pháp của Quốc hội Hàn Quốc. Người hâm mộ hy vọng rằng, sự ra đời của đạo luật Suli sẽ kết thúc tình trạng nhiều nghệ sĩ tự tử vì không chịu nổi áp lực dư luận trong suốt nhiều năm qua.